khu vực phía nam của Trung Quốc đang phải trải qua đợt lũ tồi tệ nhất trong hơn 2 thập kỷ qua. Các trận mưa lũ liên tiếp làm dấy lên lo ngại của người dân Trung Quốc về sự an toàn của đập Tam Hiệp tại tỉnh Hồ Bắc. Đầu tháng 6, mưa bão và sạt lở xuất hiện ở miền nam Trung Quốc, khiến 7.300 ngôi nhà bị phá hủy, ảnh hưởng tới cuộc sống của gần 8 triệu người dân. Các quan chức địa phương ước tính sơ bộ, nền kinh tế tại khu vực bị ảnh hưởng đã chịu thiệt hại khoảng 2,9 tỷ đô la Mỹ. Ghi nhận cho thấy sau những đợt mưa lớn, mực nước sông Dương Tử đã tăng lên tới 5,1 mét trên mực nước lũ tối đa có thể đạt được một lần trong 100 năm. Giới chức Trùng Khánh đã phát đi cảnh báo lũ ở mức đỏ tại nhiều khu vực từ ngày 22 tháng 6. Thành phố cũng khuyến cáo cư dân nên di chuyển khỏi các khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Tại một số khu vực, lũ lụt nghiêm trọng đến mức được cho là tồi tệ nhất kể từ năm 1998, thời điểm lượng mưa cao hơn trung bình dẫn tới ngập lụt, cướp đi sinh mạng của 3.700 người và khiến 15 triệu người mất nhà cửa khắp Trung Quốc. Trong mùa hè năm nay, lũ lụt nghiêm trọng đã xảy ra ở khu vực phía nam Trung Quốc, gây ảnh hưởng tới tỉnh Quý Châu, tỉnh Quảng Đông, cùng với khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây. Hồi đầu tháng 6, Bộ Tài nguyên nước của Trung Quốc cảnh báo lũ lụt có khả năng kéo dài trong những tuần tới. Các trận mưa lũ liên tiếp làm dấy lên lo ngại về sự an toàn của đập Tam Hiệp, đập thủy điện lớn nhất thế giới, nằm ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.